Ngày hôm nay á, thực sự là em rất là muốn có thể ngồi nói chuyện với cả Tuyền thêm một tẹo nữa. Em thấy tiết trời lạnh lẽo vậy, em cũng không muốn làm phiền các bạn nữa. Thôi chắc hôm nay em không hẹn lại đâu. Bởi vì em thấy anh Dũng cũng đã đã chủ động trước nói chuyện với Tiền rồi, với lại cái tiết trời lạnh như vậy á, nếu mà ở ngoài nói chuyện với nhau chắc Tiền sẽ bị cảm lạnh mất. Sáng giờ nói chuyện với Thi cũng nhiều. Thôi chắc là em hẹn Vi. Vậy là dưới trời đêm Đà Lạt, bên ánh lửa hồng đã có một cuộc hẹn hò. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên anh ngồi kiểu này với một cô gái luôn. Ngồi đi. Lúc như anh có nói với em á, chắc chắn anh sẽ... Có lẽ lúc đầu anh ấn tượng với một cô gái, tại vì cô gái đấy nói chuyện với anh trước. Những người ấn tượng ngày hôm nay đối với anh á. Em có những cái gọi là những cái nhận xét, những cái ấn tượng gì với anh thôi. Cái điểm ấn tượng đầu tiên nhất là em thấy là anh quan tâm tới mọi người, tất cả mọi người. Anh không phải là hỏi một câu đâu, anh hỏi là anh hỏi tới luôn. Hỏi khi nào được cho hết vấn đề để hỏi thì thôi em mới im. Anh cá cược em với cả Nghĩa là một cặp. Vâng. Thì là tỷ lệ chiến thắng của anh là bao nhiêu phần trăm? 50-50. 50-50 à? 50-50. Thế là anh tin là tỷ lệ thắng rất là cao á. Sao không nghĩ là em với Nghĩa, nếu mà là cặp đôi bí ẩn ha, ví dụ nếu là cặp đôi bí ẩn thì em với Nghĩa phải cố tình giấu mọi người. Em không hy vọng nhiều nhưng anh tin là khi nói với em thì những cái thông tin đấy em có thể, nói chung là như nào nhớ lộ ra cho mình một tẹo thì sao. Tại vì anh những cái thông tin này đối với anh ấy rất là cảm thấy rất thú vị, là một mà anh tò mò nữa. Tại vì bây giờ em mà nói em là cặp đôi bí ẩn thì anh cũng tin không? Không, anh tin. Đúng là anh không tin, mà bây giờ em nói em không là cặp đôi bí ẩn anh cũng không tin. Đúng không? Đúng không? Cho nên bây giờ em đâu có trả lời được cho anh. Cái mục đích duy nhất hai đứa mới ngồi đây không? Mục đích duy nhất là để nói chuyện mà. Hưởng gió. Sau tất cả thì anh thấy có lẽ là cái thiện cảm của anh dành cho cô gái bao vàng đó. thì đấy là lý do tại sao mà anh muốn nói chuyện với em. Anh hy vọng là từ ngày hôm nay á, bọn mình sẽ, nói chung là anh không biết là tương lai nó là cái gì, nhưng mà nó cái gọi là cái mối quan hệ đó nó sẽ đi lên theo chiều hướng nó tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Cái này là có được gọi là tỏ tình gián tiếp. Thắc mắc là tại sao trong ba nữ anh cứ hay chú ý em nhất? Anh thích quan sát mọi người, tại vì anh cảm giác anh học được mọi người mọi điều luôn, thì mình hoàn thiện bản thân, anh giúp họ trong khả năng của anh thì anh muốn hoàn thiện bản thân mình. Cho ba nữ, nếu mà cho anh chọn một người mà anh muốn tìm hiểu. Tiền à? Cái gì anh trả lời cần suy nghĩ vậy? Không, hồi sáng em lại nghĩ anh trả lời với chị ý kiến là Vi. Đúng, tại Vi là người chủ động nói chuyện với anh luôn. Thì anh cảm thấy cô gái này rất là thân thiện này, rất là dễ gần. Nhưng mà có thể là vì ngày hôm nay Vi cũng hơi mệt. Nhưng mà ngày hôm nay em là kết luận của ngày hôm nay. Nhưng mà ngày mai thì có thể là em bảo là không anh ơi, em thấy anh không đúng như ngày hôm qua anh nói vậy. Nói chung là cũng hơi lên nước đi rồi em biết anh. Chia tay à? Chia tay. Nói chung là... Cảm ơn em rất nhiều nhé. Cảm ơn em. Anh ngủ ngon nha. Ok. Đến thời điểm hiện tại thì Dũng ấn tượng với mình nhất. Sáng nay cho đến hồi chiều nay luôn á. Thì lúc mà không đến tối nay luôn, lúc mà ngồi uống sữa đậu nành á, thì thấy Dũng rất là thích Vi. Khi mới gặp á thì là Dũng cảm thấy Vi là người rất là thân thiện, dễ gần và thấy là khá là dễ thương. Nhưng mà Dũng khi nói chuyện với cả Tuyền á, Dũng cảm thấy là Tuyền là một cô gái cũng rất là nhí nhảnh, khá thông minh, sắc sảo. Thì đến cuối ngày chắc là do được nói chuyện với Tuyền nhiều hơn nên Dũng cảm thấy Tuyền là một cô gái để lại ấn tượng nhiều nhất trong ngày thứ nhất này. Nhưng mà đến cuối ngày thì tự nhiên Dũng lại nói là đến thời điểm hiện tại thì Dũng ấn tượng về mình nhất, thì cho nên là cũng hơi bất ngờ về câu nói đó của Dũng.
thì để xem thử là trong 10 ngày sắp tới thì Dũng sẽ có thái độ gì và có hành động gì thì để coi tiếp như thế nào. Ở một góc khác của homestay cũng có một cặp đôi khác hẹn hò. Nói chung là em thấy mấy bạn nam thế nào? Em thấy mấy bạn nam vui, vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là dễ thương. Dễ thương hả? Dũng thì em thấy hòa đồng nhưng mà nói hơi nhiều. Nói nhiều. Nói nhiều hơn anh luôn á. Nghĩa thì sao ta? Có vẻ trầm tính hơn. Còn anh thì sao? Anh cũng nói nhiều. Hình như cái tip của em không phải là nói nhiều đúng không? Cũng tùy. Mỗi người bằng tay thôi nhưng mà. Mẫu người của em hả? Thì là... thì giống hồi sáng thôi, lạnh lùng. Thôi bây giờ em kể là bạn trai cũ của em là như thế nào thì em phải biết là mẫu người của bạn trai của em là như thế nào. Trước khi quen ai cũng lạnh lùng hết. Nói chung là cái tích của em là thích người lạnh lùng. Ngoài cái tiêu chí lạnh lùng đó ra còn gì nữa không? Giống... có mục đích sống, biết làm ăn. Tại sao mọi người lại thích lạnh lùng? Thường người lạnh lùng thì sẽ không có... Không, đâu phải lạnh lùng là không vui đâu. Lạnh lùng nhưng mà họ vẫn vui. Dạ, lạnh lùng ít nói nhưng mà nói ra là thấy vui. Đúng rồi. Nói câu nào đáng con ấy. Đúng rồi. Còn sáng giờ là mấy người này nói nhiều quá. Vui thôi đừng vui quá. Đúng rồi, vui thôi đừng vui quá. Đúng rồi đó. Mới gặp em lúc sáng thì anh thấy em, anh nghĩ em hoạt bát. Anh nghĩ em hoạt bát. Lâm nè, cũng nói chuyện nhiều. Thấy bé Tuyền có vẻ là nhút nhát nhất. Có vẻ ít nói, nhưng mà rốt cuộc thì em lại là người ít nói hơn hẳn. Không trao đổi được nhiều thông tin, cũng không biết gì thêm về em hết. Mẫu hình bạn trai lý tưởng thì cũng chỉ là lạnh lùng thôi, thành ra là cũng không có đoán biết được gì. Chung là mẫu bạn trai thì ấn tượng ngay từ ban đầu. Với lại như em nói là lạnh lùng đó. Trời lạnh lắm rồi em. Yeah. Anh nghĩ cá tính bên trong của em nó cũng mạnh không kém Hy. Đúng không? Hay là yếu đuối? Mới gặp chưa quen nên cũng hết nói chứ tính em nói nhiều. Chơi cũng lạnh rồi. Lên thôi, ok, cảm ơn em. Nói chuyện cũng rất là tự nhiên. Anh Phủ cũng là một người rất là dễ gần, vui tính, dễ tiếp xúc. Có vẻ như là cổ có một cái gì đó cổ chưa có muốn nói ra với tất cả mọi người, có gì đó còn giấu giếm, thành ra là cũng hơi khó để biết được Vi là người thật sự như thế nào. Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt, không biết vì lý do gì mà Phú đã dậy từ rất sớm. Phải chăng vì sáng hôm nay các chàng trai có một nhiệm vụ quan trọng, đi đón cô gái cuối cùng? Phú nghĩ là bạn này sẽ cao khoảng 1m65, rất là mignon, nặng khoảng 48kg. Dũng thì nghĩ bạn này rơi vào khoảng 1m, cũng tầm 1m65 nhưng mà khoảng 52-53kg. Thì đáng 1m6, 47kg. Cô gái này mặc áo màu gì? Bây giờ ai cá đúng thì là bạn gái này sẽ được các bạn kia tạo điều kiện cho. Hạn chế tiếp cận. Hạn chế tiếp cận trong phạm vi 12m nha. Màu vàng và màu trắng. Màu vàng với trắng. Xanh da trời. Nhanh, quyết định. Xám đi. Xanh da trời với xám. Phú sẽ là cô gái này mặc áo màu màu đen hoặc là màu hồng. Đen hồng. Hai màu. Ok. Không được tiếp cận trong vòng phạm vi 2m và trong 2 ngày đầu tiên. Cấm tiếp cận đó là cấm gần thật hay còn có cấm nói không, chuyện? Hạn chế tiếp cận. Hạn chế tiếp cận thôi, có nghĩa là cấm lại gần trong phạm vi 2m. Cứ phát hiện là đè ra hít đất tại chỗ 10 cái bất kỳ lúc nào. Sáng, trưa, chiều, tối, khuya, sau khi ngủ cứ... Hơi nhiều á, 5 cái thôi, tại vì sẽ hít đất nhiều lắm. Không, 10 cái đi. Cho nó khỏe người. Thôi, đang lo cho hai anh thôi. Thôi. Mình chỉ hít được tầm 3 cái đổ lại thôi. Thôi, 5 cái. Rồi, bắt tay đi. Ok. Rồi. Bắt. Yes. Alo. Alo anh Đạt ơi. Bây giờ ba đứa tụi em đang đi đón bạn nữ cuối cùng của chương trình.
Ok, bây giờ tụi em đang cá với nhau. Như vậy là tụi em cá màu sắc áo mà bạn nữ này đang mặc để đi đến chương trình. Đen với nâu. Ok rồi. Ok, rồi, chúc anh thượng lộ bình an mọi nha. Mọi người đón chờ. Mới nhà đón chờ anh. Bye bye. Bye bye anh. Nhưng mà mình nghĩ á, ai thua thì họ có nhiều cơ hội hơn để gọi là tại vì thua là lạnh lùng hơn á. Ờ, có thể. Với lại ra vẻ thể hiện cứ thích đất trước mặt bạn. Ờ, để thể hiện mình manly hơn với cả, đúng không? Ừ, tưởng bị biến thái, cứ lại cái chân thai 2 mét thích đất, chân thai 2 mét thích đất. Nếu mà bạn đó mà là ca sĩ thì hơi khó có cặp đôi bí ẩn á. Sao? Không biết bạn gái nào là cặp đôi luôn á. Bạn trai thì cũng có thể đoán được. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Tại sao? Có liên quan gì ca sĩ thì không được có nhiều hả? Không phải, em không thấy mình làm sao mà có video ca sĩ ở trong bốn đứa mình được hết á. Ủa em nghĩ vậy, em đánh giá thấp anh quá vậy Nghĩa. À vậy, em quên mất. Anh đã từng có nhiều là ca sĩ Nghĩa à. À vậy hả? Ừ. Nhưng mà đây là còn ca sĩ hot trong giới. Em biết Ưng Hoàng Phúc không? À, em biết Ưng Hoàng Phúc không? Bạn trai anh hả? Không phải bạn trai anh đâu. Bạn trai anh ý anh nói vậy thôi, ý anh thần tượng Ưng Phúc anh hỏi vậy thôi. Nói với ca sĩ thì bình thường mà. Em thì em biết mình là ai rồi. Cơ hội chỉ đến có một lần. Chính xác. Và chúng ta đã chọn lựa, bây giờ chúng ta chờ đợi thôi. Không bỏ công các chàng trai mong chờ, cô gái cuối cùng đã xuất hiện. Hồng. Hồng cái gì? Ai chọn Hồng kìa? Chia buồn cùng với hai bạn. Trời ơi, ai vậy ta? Nghĩa thở dài kìa. Cái gì vậy Nghĩa? Yeah, chào mừng em. Chào em. Ba đứa anh là ba thành viên của anh Nam biết. Của nhà chung. Tụi anh có nhiệm vụ là thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị, để make up tóc tai lộng lẫy ra đây đón em. Hai bạn này đứng xa ra ha. Em tên gì? Dạ em tên là Bảo Yến. Đinh Bảo Yến, 23 tuổi, là một ca sĩ trẻ, hiện đang lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, đã trải qua hai mối tình. Xin chào, mình tên là Đinh Bảo Yến, mình năm nay 23 tuổi, hiện tại mình là ca sĩ tự do và mình cũng đang tham gia lớp kịch ở sân khấu kịch Hồng Vân để bổ sung thêm cho cái công việc ca sĩ hiện tại của mình. Mình có một cái mẫu bạn trai đó là chững chàng, cao một chút, ngoại hình sắc sửa sạch sẽ. Công việc thì cũng chỉ cần có một mục tiêu nhất định cho tương lai và nghiêm túc với điều đó, và đặc biệt là yêu thương mình và yêu thương cả gia đình của mình nữa. Lớp sau mùa năm, yeah!